Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi thì mình đạt số điểm 26 điểm, và hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mình ôn thi để đạt được cái kết quả mình mong muốn. Thì mình có một số điều khuyên cho các bạn, nhất là các bạn không nên thức khuya, thì việc thức khuya như vậy sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các bạn của ngày sau, về cái tiến độ làm việc của ngày sau. Vì thế mình cũng nên thức khuya thì cũng nên lập cho mình một cái thời gian biểu rõ ràng, chi tiết, và phải tất nhiên là phải thực hiện đúng theo cái thời gian biểu đấy. Và thứ hai đấy là muốn nói đến cái những lúc mà bạn làm bài khó thì các bạn đừng nên xem đáp án luôn, bởi vì việc xem đáp án sẽ làm các bạn rất là tự động. Vì vậy nên là mặc dù là cái tiến độ của mình chậm hơn 2-3 ngày sau các bạn mới làm được cái bài đấy, nhưng các bạn đã, sau khi các bạn làm được, các bạn sẽ cảm thấy là mình đã thu được một lượng kiến thức nhất định. Cái việc đấy về sau mình sẽ không phải ôn lại nữa. Mình muốn nói tiếp đến cái giai đoạn luyện đề. Thì khi mà các bạn đạt được 70-80% kiến thức cơ bản rồi thì các bạn hãy luyện đề. Vì cái việc luyện đề sẽ giúp cho các bạn tổng hợp lại những cái kiến thức mà mình đã học được trong suốt cái thời gian trước đó. Thì luyện đề các bạn có thể luyện ở nhà hoặc là luyện ở tham gia một số cái kỳ thi thử của các trường đại học, của các trường cấp 3 có tổ chức. Thì khi mà luyện đề ở nhà thì các bạn hãy cứ coi như là mình đang thi thật đi, cũng làm chẳng hạn tới môn toán các bạn cũng làm trong 180 phút. Và khi làm toán chẳng hạn một đề toán nữa, bạn làm luyện đề toán thì làm từ các bạn đừng nên làm từ đầu đến cuối, làm theo câu 1, câu 2, câu 3 các thứ, mà các bạn chọn những câu dễ trước để làm, những câu khó để lại sau, giống hệt như là thi thật. Giai đoạn luyện đề thì khoảng 1 tháng trước khi kỳ thi đại học diễn ra thì các bạn nên dùng cái giai đoạn luyện đề lại và bắt đầu tổng ôn thì các bạn học những cái kiến thức mà tổng quan, các bạn học tổng quan những cái kiến thức mà mình đã có được, kể cả từ sau đến giai đoạn luyện đề các bạn thu nhận được. Và cuối cùng thì mình xin chúc các bạn có một kỳ thi tuyển sinh quốc gia 2020.